Tô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Suy niệm: hôm nay người ta khiêng một bệnh nhân bại liệt nằm trên giường đến cho lương y Giêsu. Khi gặp bệnh nhân, vị thầy thuốc lại chẳng hề hỏi han gì tới tình trạng bệnh lý của kẻ nằm trên giường như các thầy thuốc bình thường vẫn làm. Trước sự chứng kiến của nhiều người, Ngài bảo người bại liệt rằng: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi." Đối với người Israel, tha tội vốn là một đặc quyền của Thiên Chúa. Nghe lời nói và chứng kiến việc làm của Đức Giêsu, còn có mấy kinh sư và dĩ nhiên những nhà thông thái này biết lời Chúa Giêsu vừa nói là phạm vào một trong những điều tối kỵ của cổ nhân đã ghi trong sách luật. Họ chỉ mới nghĩ trong bụng là ông này nói phạm thượng, chứ chưa dám nói ra. Dẫu vậy, họ cũng không giấu nổi con mắt thần tình của thầy thuốc kỳ tài. Đoán đọc được những ý nghĩ trong bụng họ, Ngài quay lại chất vấn: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?" Qua câu chuyện chữa người bại liệt, Chúa Giêsu không muốn thể hiện quyền năng chữa bệnh cho bằng muốn chứng minh những điều cựu ước nói trước về Ngài. Nay đã ứng nghiệm. Vào thời sau hết, chính con người sẽ đến nắm quyền xét xử mọi dân nước, và ở dưới đất người dùng quyền đó để tha tội cho người ta. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Câu này còn ngụ ý nói đến quyền tha tội cũng được Chúa Kitô ban cho hội thánh để tha tội cho con người qua bí tích hòa giải. Lạy Chúa, trong ý định thánh thiện của Ngài, tất cả mọi người dù khỏe mạnh hay bệnh tật đều có giá trị như nhau. Người bại liệt trong tin mừng hôm nay đã hoàn thành sứ mạng làm sáng danh Chúa. Nhờ đó, quyền năng Thiên Chúa được thực thi, còn người khỏe mạnh có cơ hội phục vụ, khiêng bệnh nhân bại liệt và biết quỳ xuống tôn vinh Thiên Chúa. Xin cho chúng con dù ở địa vị thân phận nào cũng luôn trung thành với mặt sứ mạng tin yêu phục vụ, để danh Cha được cả sáng. Amen.